Xin chào quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay vườn hoa hồng Chuẩn Garden xin được giới thiệu tới các bạn một dòng cây hoa hồng bonsai cực kỳ đẹp và độc đáo. Đây là một lô cây đầu tiên được đưa ra thị trường ở Việt Nam, và đặc biệt hơn, đây là lô cây được sản xuất và trồng từ đầu tiên cho đến lúc mà tạo ra những cái cây thành phẩm như thế này, được tạo ra hoàn toàn tại Việt Nam. Có thể nhiều bạn nhìn thấy các cái video ở bên Trung Quốc với những cái cây hoa hồng sai hoa, gốc lũa và cái bộ rễ rất là đẹp và uyển chuyển như thế này. Thì bây giờ hiện tại Việt Nam mình cũng đã sản xuất được, và ở tại vườn hoa hồng Chuẩn Garden thì đã có những cái cây như thế này. Với những cái cây này cũng có thể nhiều bạn sẽ hiểu nhầm, đó là những cái cây thuộc dạng gốc hoa hồng rừng. Bởi vì rất nhiều các video trước đây vườn hoa hồng Chuẩn Garden đã chia sẻ với các cái dòng hoa hồng rừng, ví dụ hồng rừng trắng này, hồng rừng đỏ. Tuy nhiên sau cái thời gian rất là lâu, 7-8 năm nay, thì vườn hoa hồng Chuẩn Garden đã trải nghiệm và thấy là cái gốc hoa hồng rừng đỏ ở Việt Nam nó không phù hợp để trồng trên chậu nhỏ, và nó không tạo ra được những cái bộ gốc đẹp và khỏe như thế này. Và cái gốc này xin được giới thiệu với các bạn là cái gốc hoa hồng này cũng là một gốc hoa hồng tầm xuân, có thể nói là nó cũng rất giống, cái lá nó cũng rất giống hoa hồng tầm xuân của Việt Nam. Đặc điểm của giống này thì nó không có gai, và mình sẽ giới thiệu với các bạn kỹ hơn ở các cái video sau về cái giống phôi gốc như thế này, để ghép lên như cái tán cây hoa hồng, ngoại và cái sự khác biệt giữa cây hoa hồng tầm xuân không gai và cây tầm xuân của Việt Nam, cũng như là cây hoa hồng rừng tại Việt Nam, là cái giống này rất là khỏe, nó tạo ra những bộ rễ lũa và cây nó rất là bền, nó sẽ khỏe gấp đôi so với những cây hoa hồng tầm xuân cổ của Việt Nam. Và những cây hoa hồng rừng thì mình đã trải nghiệm nó cũng rất là khỏe, nhưng khi ghép những cái giống hoa hồng ngoại lên ấy thì chăm khoảng đến năm thứ ba thì nó sẽ bắt đầu phá gốc, và các bạn mà chơi thì nó gần như là sẽ không giữ được và không chơi được bền. Khác với những cái cây đó thì cái cây hoa hồng tầm xuân không gai này nó rất là khỏe, nó khỏe gấp đôi so với hồng tầm xuân cổ của Việt Nam, và nó tạo ra những cái bộ rễ rất là uyển chuyển. Và đặc biệt hơn ấy là nếu như các bạn đã trồng nhá, những cây hoa hồng tầm xuân của Việt Nam ấy, tầm xuân cổ của Việt Nam ấy, nếu như chúng ta trồng lũa ra gốc như thế này thì ở những cái điểm rễ này nó sẽ có khả năng là bật mầm lên và nuôi những cái mầm của tầm xuân, sau đó thì nó sẽ không nuôi cái giống hồng ngoại được ghép lên đây nữa. Và cái giống hồng tầm xuân không gai này thì nó đặc biệt hơn, nó lại không nuôi vào những cái mầm của cái gốc mẹ nó, và nó chỉ phát triển mầm ở những cái tay, những cái cành. Còn ở bộ rễ này thì mặc dù lũa như thế này nhưng không bao giờ nó bật mầm ở những cái gốc này, và không bao giờ có những cái mầm ở phía dưới gốc, cho nên là nó hoàn toàn nuôi được vào cái tán cây. Và đặc điểm nữa là bộ rễ của cây này rất là đẹp, khỏe, và chúng ta có thể thích hợp trồng lên những cái chậu nhỏ, ghép lên những giống bonsai mini sai hoa, ví dụ như Kache, Himotomi, hoặc là một số những cái giống mà gần đây mình đã sưu tầm được rất là nhiều. Thì mình rất là mừng bởi vì hiện tại ở Việt Nam đã xuất hiện được những cái cây này. Ở cuối video thì mình sẽ quay qua cho các bạn xem những cái cây hoa hồng phôi, tức là những cái cây nhỏ mới trồng để tạo ra, sau đó cái thời gian lâu dài mình mới ghép được lên như thế này. Với một cái gốc như thế này thì sẽ phải mất một cái phôi gốc để mà to được như thế này thì sẽ phải mất 4 năm. Và thậm chí có những cái cây sẽ 5 đến 6 năm tuổi thì gốc nó sẽ to hơn rất là nhiều. Như cái cây này thì nó bằng cổ tay của mình. Và những cái cây như thế này ấy, gốc càng lớn càng già thì nó lại càng khỏe. Và những cái gốc mà to như thế này thì sẽ mất lâu thời gian hơn, cho nên là cái giá trị nó cũng rất là cao. Và đây là cái lô đầu tiên được xuất ra thị trường. Rất là mong tất cả các bạn sẽ cùng vườn hoa hồng Chuẩn Garden trải nghiệm và cùng ngắm nhìn được những cái cây như thế này. Sau đây thì vườn hoa hồng Chuẩn Garden sẽ đưa lên một vài những cái mẫu cây, những cái gốc để cho tất cả các bạn có thể là ngắm nhìn. Sau đó thì vườn hoa hồng sẽ tiếp tục sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn cái gốc để làm phôi như thế này, tạo ra được những cái phôi như này thì sẽ làm như thế nào. Sau đây thì vườn hoa hồng Chuẩn Garden sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái mẫu cây mà đã ghép lên thành những cái cây thành phẩm. Các bạn có thể thấy là cái dáng cây của nó rất là uyển chuyển, có những cái bộ rễ rất là đẹp,
Và ở đây thì cái cây này được ghép lên một cái giống ca tre. Giống này rất là sai hoa và màu sắc rất là sặc sỡ. Về mùa đông thì bông kích thước nó rất là to. Đặc điểm của cái giống ca tre này thì mình đã trải nghiệm rồi. Mặc dù là trồng ở cái thời tiết mùa hè thì cây nó vẫn rất là sai hoa, và cái khả năng của nó ra hoa rất là nhanh. Có thể là nó chỉ lên đến khoảng phát triển, sau khi các bạn cắt đi thì ở cái nách lá nó sẽ phát triển đến khoảng 3 đến 5cm là nó đã ra mầm rồi. Cho nên là cái giống này nó đặc điểm nó rất là sai hoa, rất là thích hợp để chúng ta ghép vào những cái gốc bonsai nó như thế này. Thì đây là một cái cây bonsai ghép ca tre này. Tiếp tục mình sẽ lên cho các bạn xem một cái cây khác. Đây là một cây được ghép giống Effinglo. Một giống này thì nhiều bạn hay gọi là hồng cúc. Thì cái giống này nó phát triển cũng rất là khỏe, mặc dù mùa hè thì nó cũng rất là sai hoa. Và giống này thì cái bông của nó cũng rất là nhỏ, nó chỉ bằng cái cúc áo thôi. Và cái màu sắc về mùa đông thì nó chuyển sang màu tím, và cánh nó có phớt một vài cái vệt trắng nữa thì nhìn nó rất là đẹp. Với những cái giống hoa nhỏ ấy, thì chúng ta ghép lên như thế này thì các bạn thấy là nó cũng rất là hợp. Và cái thời điểm mà để chăm sóc mà thuận lợi nhất vẫn là thời điểm vào mùa đông. Hoặc là miền Nam thì các bạn vẫn có thể là chờ đợi những cái thời điểm mát mẻ. Như vào mùa mưa thì những cái bông hoa nó sẽ màu sắc nó sẽ sặc sỡ hơn. Và những cái cây này thì nó lại thích nghi rất là tốt, nó chịu hạn này, nó chịu nước rất là tốt. Cho nên là cái khả năng chúng ta chăm sóc những cái gốc như thế này nó cũng dễ hơn so với những cái cây tầm xuân của Việt Nam. Và tất nhiên là chúng ta vẫn phải chú ý đến sâu bệnh của cây. Với những cái giống mà được ghép lên những cái cây giống lá nhỏ như thế này và hoa nhỏ ấy, thì nó có đặc điểm là nó không thu hút bọ trĩ nhiều. Đấy, những cái loại hoa mà nó xếp cánh dày, cánh to và có mùi hương thơm ấy, thì nó sẽ thu hút rất là nhiều bọ trĩ. Trong khi đó thì những cái giống hoa mà cánh nhỏ, bông nhỏ và lá nhỏ như thế này thì nó lại không thu hút nhiều bọ trĩ, mà ví dụ có bị thì nó sẽ bị các cái bệnh, ví dụ như bệnh nấm này và bệnh nhện đỏ này. Những cái bệnh này thì thường xuyên là chúng ta cần phải theo dõi và chăm sóc thì cái cây này nó sẽ phát triển đẹp và tốt hơn. Cái cây này thì các bạn thấy là nó cũng đang ra rất là nhiều nụ đấy. Các bạn thấy là những cái cây này chúng ta sẽ phải cắt tỉa đều, thì khi mà tạo ra một cái tán tròn này nó sẽ đem lại một cái giá trị rất là cao cho những cái cây mà gốc lũa như thế này. Tiếp tục mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cây khác. Đây là một cái cây cũng được ghép giống ca tre. Các bạn thấy không ạ? Đây là một cái gốc rất là đẹp. Đó, gốc rất là đẹp, uyển chuyển và dễ nó được lũa như thế này thì chúng ta sẽ thấy được cái vẻ đẹp nhất của cái cây hoa hồng bonsai. Và những cái cây này thì đã xuất hiện trước chúng ta ở bên Trung Quốc khoảng 3 đến 4 năm. Và cái thị trường của Trung Quốc bây giờ thì thậm chí là người ta không đủ để cung cấp cho khách hàng bên Trung Quốc. Có nhiều bạn nghĩ là cái cây này mình sẽ nhập từ bên Trung Quốc, nhưng không phải các bạn ạ. Nếu như nhập từ bên Trung Quốc thì cái giá nhập về nó rất là cao rồi. Còn với những cây mà tạo ra ở thị trường Việt Nam thì nó sẽ rút ngắn cái giá thành của cái sản phẩm. Tuy nhiên một cái dòng cây mà nó có thể nói là đạt độ tinh xảo như thế này thì cái giá thành nó cũng không thể rẻ được. Và đây là cái lô đầu tiên được xuất bán ra thị trường. Sắp tới thì mình sẽ có những cái gốc phôi như thế này để các bạn mà chưa có điều kiện chơi những cái cây mà thành phẩm ấy, thì các bạn cũng có thể sưu tầm những cái gốc phôi ban đầu. Sau đó chúng ta về ươm lại và mình sẽ tập ghép vào những cái giống như thế này để mình tạo ra những cái cây thành phẩm tuyệt đẹp. Tiếp tục đây vẫn là một cây ca tre nha các bạn nhé. Đây là một cái cây mà tuổi của phôi là 4 năm. Để tạo ra một cái gốc phôi như thế này thì sẽ phải mất 4 năm. Và nếu như các bạn trồng cây tầm xuân của Việt Nam ấy, mặc dù nó rất là khỏe, nhưng để tạo ra được những cái gốc mà lớn như thế này thì có thể phải mất đến 10 năm. Bởi vì gốc hoa hồng tầm xuân của Việt Nam nó rất là đanh và nó phát triển rất là chậm. Mặc dù nó leo rất là khỏe, nó lên rất là tốt, nhưng mà để tạo ra những cái gốc như thế này thì mất rất lâu thời gian. Và những cái gốc của nó thì sẽ rất khó để lũa được như thế này. Nếu như mà để lũa được thì cũng rất là đẹp. Lát nữa mình sẽ quay cho các bạn một cây hoa hồng tầm xuân của Việt Nam mà mình cũng đã tạo lũa được. Và nó cũng rất là đẹp, nhưng nó sẽ không thể khỏe được bằng cái giống hồng tầm xuân không gai như thế này. Một cây thành phẩm cực kỳ là đẹp. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cây phôi tầm xuân mình sẽ tạo ra ban đầu như thế nào nhé. Ở trên màn hình đây thì các bạn đang thấy là một cây hoa hồng tầm xuân của Việt Nam. Mà cây này thì mình đã ghép ở đây là giống ca tre. Thì với những cái cây tầm xuân của Việt Nam thì cái gốc nó rất là đanh và nhỏ. Để mà tạo được những cái gốc lớn ý,
thì gần như là không thể, hoặc là phải trồng có thể rất là lâu năm thì mới tạo được ra những cái gốc lớn. Mà cái khả năng nó phát triển của gốc này so sánh với tầm xuân không gai thì nó chỉ bằng một nửa thôi. Cho nên là với những cái gốc mà nó lúa như thế này, bởi vì rễ nó rất là nhỏ nên là nếu như chúng ta chăm sóc nó cũng sẽ khó khăn hơn. Khác với tầm xuân không gai thì gốc nó rất là khỏe, gốc nó phát triển rất là nhanh, bộ rễ của nó rất là to, thì nó sẽ có khả năng chống chịu với cái thời tiết nắng nóng của mùa hè tốt hơn. Và khi ghép lên thì nó cũng sẽ truyền dinh dưỡng và nó nuôi cái giống hồng ngoại ở trên cây đó tốt hơn. Đây là một cái cây hoa hồng tầm xuân của Việt Nam này. Thì nếu như các bạn mà vẫn yêu thích các cái dạng gốc lúa thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tạo ra từ những cái cây tầm xuân của Việt Nam được. Nhưng mà để mà so sánh thì cái bộ rễ nó chắc chắn là sẽ không thể đẹp được bằng cái gốc của tầm xuân không gai. Đấy, các bạn thấy là gốc nó cũng rất là đẹp rồi nhưng mà rễ nó nhỏ. Và như cái cây này thì nó thuộc dạng là cái cây mini, để mà so sánh những cái gốc lớn hơn thì chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn, đúng không các bạn? Tiếp tục ở đây là những cái phôi, những cái cành mà mình ươm xuống. Đây là những cái cành tầm xuân không gai mà mình ươm xuống đây. Sau đó thì khi mà cây đã phát triển khỏe rồi thì mình sẽ mang ra trồng vào những cái chậu to hơn, hoặc là có thể trồng vào đất để tạo ra những cái bộ rễ. Và phải mất rất lâu thời gian từ những cái cây nhỏ như thế này. Các bạn cũng thấy là những cái cây này thì mình cắt cành, sau đó mình cắm xuống. Và ở thời tiết mùa hè thì cây nó phát triển ra rễ cũng rất là khỏe, và cái tỷ lệ mà cây nó ra rễ được rất là cao. Ở đây thì mình đang ươm ở một cái cạnh một cái bức tường, và cũng rất là nắng nóng. Bởi vì những cái cành này mình biết nó rất là khỏe, cho nên là mình chỉ cần cắm bừa vào trong cái giá thể là sơ dừa như thế này, cũng không có sử dụng bất cứ một loại thuốc kích rễ nào, nhưng mà nó vẫn phát triển rất là tốt. Và cái tỷ lệ mà mình cắm nó sẽ sống đến khoảng 99%. Còn trừ những cái cành mà, ví dụ những cái cành mà non, đúng không? Như cái cành mà mình cắt nó hơi non một chút, nó mất nước nhanh thì nó sẽ hỏng. Còn những cái cành mà chỉ cần những cành già ấy, mình cắt xuống là cái tỷ lệ mà sống sẽ là 99%. Đó, sau khi mà mình ươm như thế này sẽ mất khoảng từ 20 cho đến 30 ngày thì nó sẽ bật mầm. Sau đó thì mình sẽ tiến hành mang đi trồng. Thì với những cái cây như thế này, năm đầu tiên nó sẽ phát triển rất là chậm. Sau đến năm thứ 2 thì cái gốc bộ rễ nó đã phát triển, nó xòe rộng ra và nó kiếm được nhiều chất dinh dưỡng hơn, thì lúc đó nó sẽ tạo ra những cái bộ rễ nhanh hơn. Tiếp tục mình sẽ quay cho các bạn xem nơi mà mình trồng ra những cái chậu lớn hơn nhé. Ở đây là một số cây mình đã trồng được 1 năm tuổi. Mình cũng không có tưới hay bón gì cả. Khi mà nó đã bám rễ và xuyên rễ được qua xuống dưới chậu ấy, thì nó tự tìm được chất dinh dưỡng. Sau đó thì nó sẽ phát triển đẩy ra những cái gốc to hơn. Ở đây là những cái gốc 1 năm tuổi này các bạn này. Đây, sau bắt đầu từ năm thứ 2 thì gốc nó sẽ phát triển rất là nhanh. Cái gốc 1 năm tuổi từ cái cành mà nó chỉ bằng thế này thôi cho đến cái thời điểm này là 1 năm này, đấy, cành nó vẫn phát triển rất là to. Khi mà nó ra được những cái mầm phát triển dài cao lên ấy thì cành nó sẽ phươn dài hơn, và cái gốc rễ nó cũng sẽ phát triển rộng xa hơn. Thì lúc đó cái bộ rễ này nó phát triển rất là nhanh. Đây là cái cây 1 năm tuổi này. Cái cây này thì gần như là, nếu như cây phôi thì gần như là cũng không phải chăm sóc nhiều, bởi vì nó rất là khỏe, cũng chẳng phải phun thuốc hay gì cả, nó tự nó phát triển lên. Đây, mình cho nó nằm ngả nằm nghiêng, bò lung bò tung ở chỗ này. Đây là một số những cái cây mà mình trồng để tự nhiên, không có chăm bón gì các bạn nhé. Tiếp tục ở đây là một số mẫu cây mà hơn 2 năm tuổi. Các bạn thấy là đây, những cái mẫu hơn 2 năm tuổi khi mà mình cũng mới đánh lên thôi, mới đánh lên được khoảng 15 cho đến 20 ngày, nó cũng đang bật mầm ở đây. Thì những cái gốc như thế này mình sẽ đánh lên và nuôi ở trong cái bầu nhựa như thế này, cao như thế này. Sau đó thì mình sẽ một thời gian nữa, khi cây đã phát triển ổn định, mình sẽ ghép các cái giống hoa hồng ngoại và những cái giống mà sai hoa mình sẽ ghép lên đây. Sau đó thì khi mà cây đã phát triển thì mình sẽ tiến hành là tháo bỏ cái bầu này và để cho cái bộ rễ nó bắt đầu lũa ra. Thì có rất là nhiều cái độ tuổi của những cái phôi này khác nhau. Những cái phôi mà nuôi to hơn, lâu hơn thì sẽ có những cái gốc to hơn. Thế còn những cái gốc mà nó chỉ khoảng 1 đến 2 năm tuổi và 3 năm tuổi thì nó sẽ nhỏ hơn, thì mình sẽ tạo ra nhiều cái phân khúc khác nhau để cho khách hàng có thể lựa chọn. Còn đây là một cái phôi mà thuộc dạng là phôi nhỏ, và mình sẽ đưa ra một cái khung phân khúc khách hàng nó sẽ hợp lý. Thì những cái cây này sau khi mà mình trồng như thế này rồi thì cây nó sẽ rất là khỏe, nó đã thuần chậu, và đặc biệt hơn thì nó phù hợp, nó đã tiếp xúc ngay từ ban đầu
với cái thời tiết của Việt Nam thì nó đã thuần rồi, thì khi mà chúng ta ghép lên chúng ta chăm sóc nó cũng sẽ dễ hơn, chứ không như một số các bạn nghĩ là mình phải nhập những cái gốc lớn ở bên Trung Quốc, mà thậm chí nếu như nhập những cái gốc như vậy về để ghép thì cái giá thành nó đã rất là cao rồi, chứ chưa nói đến nhập những cái cây thành phẩm đưa về Việt Nam. Thì sau cái video này các bạn sẽ hiểu rõ hơn, và mình sẽ còn đưa tin rất là nhiều về cái thú chơi cây hoa hồng bonsai và cái giống cây hoa hồng tầm xuân không gai này để các bạn hiểu rõ hơn. Ở cuối video xin mời các bạn cùng ngắm nhìn lại các tác phẩm bonsai hoa hồng tuyệt đẹp. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy dành cho mình một nút like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau.